Vụ Việt Á không phải thấy tiền nhiều mới dối trên lừa dưới. Quý vị và các bạn thân mến, cuối năm 2021, cơn lốc mang tên Việt Á quét qua dư luận những điều rất khó tin khi một số cá nhân từng dồn dàng cam kết sát cánh cùng cộng đồng chống dịch mạnh mẽ, hóa ra lại vô cùng tư lợi. Tháng 8 năm nay, khi sự phẫn nộ chưa lắng thì những đợt sóng mang tên cay đắng và kinh hãi lại bùng lên. Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an chuyển tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phần nào vẽ lên bức tranh của sự xuống cấp trong một bộ phận thẳng thừng chia chác lợi ích bất chấp những khái niệm đạo đức căn bản nhất. Theo đó, để phi vụ ký test trôi chảy, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã đưa tổng số tiền 3,45 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng cho một loạt quan chức. Từ đó, giá ký test cao hơn nhiều lần giá trị thực, tần suất những lần giao dịch bất minh dày đặc, lượng tiền phi pháp được tính bằng triệu đô là thực tế chua chát không chỉ tạo ra bởi lòng tham mà còn bằng thái độ thiếu liêm sỉ. Điều này dẫn tới bi kịch trong lúc vùng dịch có những suất cơm không đồng thì hàng trăm tỷ đồng liên tục chảy về các địa chỉ dư thừa vật chất mà nghèo nàn trách nhiệm. Trong lúc nhân viên tuyến đầu mệt lả cùng bộ quần áo bảo hộ sũng mồ hôi thì tại một số phòng lạnh nhộn nhịp không khí đi đêm. Bi kịch về những nghịch lý ấy đáng tiếc lại hợp lý khi đặt vào nhiều tổng kết trong dân gian, đục nước béo cò, thừa nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng, vân vân. Đã nhiều ý kiến cho rằng sức mạnh của đồng tiền dễ làm con người tha hóa. Nhưng nếu đặt ngược vấn đề rằng tha hóa đến trước có lẽ không sai. Bởi khi dứt khoát nhận khơi khơi số tiền rất lớn với tư cách cán bộ trong diện kê khai, chắc chắn những quan chức ấy đã tính toán việc che giấu phần tài sản dày lên bất thường. Liên hệ với vụ chuyến bay giải cứu, giả thuyết như vậy càng có cơ sở. Theo quy trình tố tụng, khi nhận thấy hồ sơ vụ án đã rõ, Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố bị can ra trước tòa, tòa xét xử rồi tuyên án, nghĩa là ngày đền tội của tội phạm đang tới gần và như một thói quen, người dân đã có thể hình dung hình ảnh những mái đầu gục xuống cùng vô số giọt nước mắt rơi tại bục khai báo. Nhưng sự ăn năn thực sự nếu có cũng không thể nào xoa dịu, bù đắp nỗi đau quá lớn từng được những kẻ cơ hội chủ động gây ra cho xã hội. Chỉ một niềm an ủi dễ nhìn thấy, đó là qua vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu cùng một loạt các đại án liên quan cán bộ đã, đang và sắp xét xử khác. Bộ máy, môi trường làm việc tại nhiều cơ quan, đơn vị chắc chắn trong hơn, hy vọng là vậy. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bảo lãnh cho Việt Á bán kit test tại Hải Dương. Quý vị khán thính giả thân mến, tại kết luận điều tra vụ sai phạm trong mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương từ tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng sang tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, đến thời điểm bản kết luận điều tra được hoàn tất ngày 17 tháng 8, cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2020, Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, đã liên hệ ông Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương về việc cung cấp ký xét nghiệm COVID-19 cho tỉnh. Tuy nhiên, ông Tuyến không nhận lời vì cho rằng bản thân không chỉ định được. Vì vậy, Việt nhờ Nguyễn Huỳnh, thư ký cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói với ông Long tác động xuống lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Sau khi được thư ký báo cáo, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đồng ý. Cuối tháng 1 năm 2021, khi tham dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, tại phòng họp của Ban chỉ đạo Đại hội, ông Long gặp ông Thăng và giới thiệu về năng lực kinh nghiệm chống dịch của Phan Quốc Việt, công ty Việt Á và đề nghị ông Thăng cho công ty Việt Á về tỉnh Hải Dương hỗ trợ, phối hợp xét nghiệm chống dịch. Khi đó, ông Thăng đồng ý. Sau đó, tại các cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ngày 29 tháng 1, mùng 1 tháng 2 và mùng 2 tháng 2 năm 2021, Phạm Xuân Thăng chủ trì và kết luận chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh ký hợp đồng với công ty Việt Á. Chỉ đạo trên có nội dung thống nhất hợp đồng với công ty Việt Á đẩy công suất lên mức tối đa để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm. Công ty Việt Á đã vào cuộc, đây là một công ty tin cậy, đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã khẳng định điều này. Trong quá trình Việt Á thực hiện việc xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch tại Hải Dương, ngày 20 tháng 2 năm 2021, Phan Quốc Việt đến phòng làm việc của ông Thăng đề nghị được tạo điều kiện để Việt Á tiến hành xét nghiệm cho công nhân tại các khu công nghiệp, công nhân, người lao động ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Thăng đồng ý giao Việt Á là đơn vị chủ công trong công tác xét nghiệm cho tỉnh Hải Dương. Tại buổi gặp này, Việt đưa ông Thăng 100.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 2 năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức cuộc họp mở rộng. Việt tham dự và phát biểu rằng
CDC Hải Dương và công ty Việt Á có thể đạt năng lực xét nghiệm 60.000 đến 80.000 mẫu gộp một ngày. Vì vậy, ông Thăng đã kết luận chỉ đạo nâng công suất của CDC Hải Dương lên 60.000 đến 80.000 mẫu gộp một ngày. Đúng như đề xuất của Chủ tịch Việt Á, trên cơ sở kết luận của cựu bí thư tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh ban hành kế hoạch số 570/KH-BCD ngày 23 tháng 2 năm 2021, giao công ty Việt Á phối hợp CDC Hải Dương mở rộng phạm vi xét nghiệm. Kết luận điều tra nêu, việc giao CDC Hải Dương phối hợp với công ty Việt Á xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, tăng công suất xét nghiệm, tạo nguồn thu trái pháp luật đặc biệt lớn cho công ty Việt Á. Theo điều tra của Bộ Công an, ông Thăng thừa nhận việc kết luận chỉ đạo liên quan đến Việt Á là không đúng thẩm quyền, không đúng quy chế làm việc của Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Ngoài việc nhận 100.000 đô la Mỹ từ Việt, theo kết luận điều tra, ông Thăng còn nhận 600 triệu đồng và 50.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng từ ông Phạm Duy Tuyến. Như vậy, theo kết luận điều tra, ông Thăng đã nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước gần 74 tỷ đồng. Giai đoạn điều tra, ông Phạm Xuân Thăng được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác để làm rõ bản chất vụ án. Bị can còn có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho ông Thăng khi truy tố, xét xử. Để lạm thu không đến hẹn lại lên. Quý vị và các bạn thân mến, chuẩn bị năm học mới, các bậc phụ huynh thường nhận được danh sách dài các khoản đóng góp, trong đó đa phần là chính đáng, nhưng cũng có một số khoản trời ơi. Ngày 9 tháng 8 vừa qua, một phụ huynh có con học lớp 1, trường tiểu học Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội đăng lên mạng xã hội nội dung phản ánh việc giáo viên chủ nhiệm lớp yêu cầu cha mẹ học sinh đóng góp lắp điều hòa và máy chiếu phục vụ việc học tập cho các con. Kết quả xác minh trực tiếp với phụ huynh sau đó cho thấy nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp không nêu các vấn đề liên quan đến lắp đặt điều hòa. Việc này do một số phụ huynh lập nhóm Zalo trao đổi với nhau, không có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm. Tới đây, câu chuyện lắng xuống với trường tiểu học Hữu Hòa nhưng lại làm nóng vấn đề lạm thu đầu năm học. Điểm đáng chú ý đầu tiên là tình trạng lạm thu xảy ra khi mà gần như năm nào ngành giáo dục và chính quyền các tỉnh thành cũng đều ban hành văn bản quy định các khoản được phép thu, yêu cầu các cơ sở giáo dục phải tăng cường quản lý thu chi với các hoạt động hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo, không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác. Nhưng những khoản thu ngoài quy định vẫn xuất hiện và được thực hiện trong bối cảnh kinh phí nhà nước cấp về hàng năm cho nhà trường công lập cơ bản đã bao gồm các khoản chi cần thiết, kể cả các khoản chi không thường xuyên như mua sắm trang thiết bị dạy học, đầu tư sửa chữa nhỏ, chi cho khen thưởng giáo viên, học sinh, hội họp, văn nghệ, thể thao, v.v. Bên cạnh đó, những khoản thu trời ơi như tiền lắp đặt, duy tu, sửa chữa điều hòa, sửa sang, trang trí lớp học, thậm chí là chăm thầy cô, cơ bản được thực hiện trực tiếp bởi ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc do ban đại diện cha mẹ học sinh nhờ nhà trường thu hộ. Trong khi đó, ngay từ năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 55/2011/TT-BGDT quy định ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thông tư cũng quy định ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường, khoản 4 điều 10. Điều 4 của thông tư còn chỉ rõ, ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh, bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại, tiếp tục học tập, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Tuy nhiên, các khoản thu theo kiểu tự nguyện mang tính chất cao bằng nêu trên không phải là điều tốt đẹp để giáo dục đạo đức cho học sinh. Không chỉ có vậy, nó còn ươm mầm cho các bức xúc ngầm và thêm gánh nặng cho các gia đình khó khăn. Như vậy, câu chuyện ở đây là chỉ thị có, hướng dẫn có, tuy nhiên tình trạng lạm thu vẫn xảy ra. Hơn nữa, nó được gắn mác tự nguyện bởi khi họp phụ huynh, chủ trương sẽ được chim mồi bởi ai đó cùng tiếng nói phụ họa và gần như không ai dám đứng lên phản đối.
bố mẹ nào cũng muốn con cái có điều kiện học tập tốt nhất, không muốn con mình đến trường gặp phải cái gì không thuận lợi. Cho nên, dù biết khoản thu đó không đúng quy định, họ vẫn im lặng để biên bản cuộc họp được thông qua với 100% đồng ý. Và dù mỗi khi bàn tới các khoản thu ngoài quy định, giáo viên chủ nhiệm thường ra ngoài để ban đại diện cha mẹ học sinh chủ động bàn bạc với các phụ huynh, nhưng rốt cuộc nó vẫn diễn ra trong môi trường giáo dục. Khi phụ huynh im lặng khó nói để chống lạm thu, giữ gìn môi trường trong sáng trong trường học, cần quyết liệt và bắt đầu từ lãnh đạo mỗi nhà trường. Nếu hiệu trưởng sát sao hơn trong giám sát, ban đại diện cha mẹ học sinh khó lòng làm sai quy định được. Nếu nhà trường để xảy ra tình trạng lạm thu, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm như thuyên chuyển công tác, thậm chí là cách chức. Liệu rằng vị lãnh đạo đó còn dám làm ngơ? Ngoài ra, khi họp phụ huynh đầu năm thường kèm theo việc bầu ban đại diện cha mẹ học sinh, nếu các trường đều phổ biến thông tư số 55/2011/TT-BGDT cùng chỉ đạo liên quan của chính quyền, ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ biết rõ cái gì được làm, nên làm, cái gì trái quy định. Và như vậy, hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ được căn chỉnh về đúng khuôn khổ. Xã hội giáo dục là cần thiết trong bối cảnh ngân sách nhà nước chi cho giáo dục còn hạn chế. Phụ huynh ai cũng muốn con em mình được học tập trong môi trường tốt, đủ đầy cơ sở vật chất, tiện nghi và tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều, cho nên luôn sẵn sàng chung tay với nhà trường. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần có chính kiến, còn hiệu trưởng cần chịu trách nhiệm về các khoản thu trong nhà trường, kể cả các khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh. Các khoản thu này, ban đại diện cha mẹ học sinh tự thu nhưng phải báo cáo với ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp nhằm đảm bảo đúng quy định. Có như vậy mới góp phần xây dựng môi trường giáo dục tốt đẹp cho thế hệ tương lai của đất nước.